Lê Đăng Hồng Thọ, sinh viên Phú Yên. Cháu Thiên Trang, thành phố Hồ Chí Minh, người mẫu kinh doanh. Huỳnh Thị Cẩm Tiên, An Giang, nhà thiết kế thời trang. Nguyễn Thị Thanh Vân, số báo danh 783, đến từ An Giang, vừa tốt nghiệp trung học phổ thông. Đứng ở đây và kể về câu chuyện của mình. Ghen lì. Đó chính là tinh thần kiên định và không bỏ cuộc. Là chính bản thân mình. Là mẹ của mình. Chính mình. Hãy vượt qua nỗi sợ bằng chính kết quả tốt đẹp nhất. My life is my message. I come here as one, but I send for million. Almost is never enough. Yeah. Chọc cười người khác. Tiên có thể hát một chút, Tiên có thể nhảy một chút và Tiên rất là thích vẽ. Hi guys, I'm Lê Đàm Hồng Thọ, or you can say Mira in English. I was born in 2003. My number is 777 and I'm from Phú Yên province. Please support me throughout my journey at Miss Cosmo Vietnam. I am Cao Thiên Trang. I'm 30 years old and I'm from Ho Chi Minh City, and today I'm very happy because I'm standing in front of you, in front of Miss Cosmo. And this is my first time to go with the beauty contest, and I hope everyone can help me to supporting me and supporting my team. Thank you. Hello everyone. My name is Huỳnh Thị Cẩm Tiên. I come from An Giang. I am fashion designer and I'm living in Ho Chi Minh City at the moment. Các bạn hãy ủng hộ mình với số báo danh 777 đến từ Phú Yên. Mình là Lê Đăng Hồng Thọ nhé. Hy vọng rằng các bạn có thể ủng hộ cho mình Cao Thiên Trang, số danh 789. Và bên cạnh đó thì một cái người bạn chung phòng rất là dễ thương của mình, đó là Huỳnh Thị Cẩm Tiên, số danh 793. Bởi vì hồi nãy bạn ấy đã quên cái phần giới thiệu tên của mình, cho nên là mình mong muốn rằng đây sẽ là một sự bù đắp cho Cẩm Tiên. Các bạn hãy bình chọn cho Huỳnh Thị Cẩm Tiên với số báo danh 793, và hãy bình chọn cho team của mình, một người bạn cùng phòng rất là đáng yêu của mình và hỗ trợ mình trong rất là nhiều việc, đó chính là chị Cao Thiên Trang với số báo danh là 789.